Sau khi cho mang điểm tâm lên cho Melanie, Scarlett sai Betsy đi mời bà Mitch rồi ngồi ăn với Wade. Nhưng hôm nay nàng ăn chẳng thấy ngon, thần kinh đang căng thẳng, vì biết Melanie sắp tới giờ sinh, và vì tiếng đại bác rền vang, nàng nuốt không trôi. Trái tim quả là kỳ quái, trong một lúc nó đập thật bình thường, rồi đột ngột đập thật mau và thật mạnh làm nàng buồn nôn. Nước bắp nấu đặc quánh dính ở cổ họng như keo. Chưa bao giờ nước bắp khô nấu chung với khoai mỡ để thay thế cà phê làm nàng ngán như lúc này. Không đường, cũng chẳng có kem, thức uống đắng như mật gấu vì chỉ được nấu với đường thẻ. Mới hớp một ngụm, nàng vội đẩy chiếc tách ra. Chẳng cần biết lý do gì khác, chỉ một việc quân dân khi làm cho nàng không có cà phê uống với đường và kem, cũng đủ cho nàng thù ghét chúng. Quay tỉnh táo hơn mọi khi, ngày thường nó rất ghét phải uống nước bắp vào buổi sáng. Nó lặng lẽ nuốt từng muỗng cháo nàng đút cho, rồi ực một hớp nước để dễ nuốt trôi. Đôi mắt màu nâu của nó mở to và tròn như đồng đô la, theo dõi từng cử động của nàng. Ăn xong, nàng đưa nó ra sân sau, và khi thấy nó chập chững băng qua sân cỏ đến nơi để đồ chơi, nàng mới yên lòng. Nàng đứng lưỡng lự ở chân cầu thang, đáng lý nàng phải lên ngồi bên cạnh Melanie để làm cho người chị chồng quên đi những thử thách cam go sắp đến, nhưng nàng chán quá. Tại sao trong suốt những ngày qua, Melanie lại chọn hôm nay để sinh và để nói tới chuyện chết chóc? Ngồi phịch xuống chân cầu thang và cố trấn tĩnh lại, nàng tự hỏi không biết trận đánh hôm qua ngã ngủ do sao, và cả trận hôm nay nữa. Thật lạ lùng làm sao khi một trận đánh quy mô chỉ cách có vài dặm đường mà nàng không biết diễn tiến ra sao, và thật là lạ lùng khi cái thành phố này lại hoàn toàn yên tĩnh, trái ngược với ngày đánh nhau tại suối cây đào. Nhà cô Petey ở phía cực bắc thành phố và trận đánh đang diễn ra đâu đó, mãi tít về phía nam. Bây giờ không còn tiếng chân rầm rập của quân tăng viện, không còn tiếng xe cứu thương, không còn những thương binh loạn choạng tìm đường về. Nàng tự hỏi tại sao trận đánh lại dời qua mặt nam thành phố, và tạ ơn Thượng Đế là mình đã không có mặt ở đó. Phải chi mọi người, trừ bà May và bà Meriwether, đừng tản cư khỏi vùng này. Nàng có cảm giác bị bỏ rơi và cô độc. Ước gì bác Peter còn ở lại để đánh xe lên bộ chỉ huy, nghe ngóng tin tức cho nàng. Phải chi không có Melanie, nàng sẽ chạy ngay xuống phố để tự mình dò la tin tức. Nhưng nàng không thể đi đâu được trước khi bà May tới. Bà May, ủa, tại sao bà ta chưa tới, còn con Christy đâu? Nàng đứng bật dậy, bước sau thềm nhà, sốt ruột chờ đợi, nhưng nhà ông Mick lại nằm ngay một khúc quanh trong bóng mát của con đường, nên nàng không nhìn được gì cả. Một lúc sau nàng mới thấy Christy về một mình, nó chẳng có vẻ gì gấp rút, làm như còn rất nhiều thì giờ rảnh rỗi. Nó vừa đi vừa xoay xoay chiếc váy xăm soi điệu bộ của mình. Lúc con Brixie vừa mở cổng, Scarlett hét lên. Sao mày chậm như rùa vậy, hả? Bà Mitch nói sao? Chừng nào tới? Không có bà ở nhà. Bà đi đâu? Chừng nào về? Con Brixie kéo dài từng tiếng một cách thích thú như muốn cho thấy tầm quan trọng trong câu chuyện của nó. Thưa bà, con bé tới. Bà Mitch đi từ sáng sớm vì cậu Phil bị bắn trúng. Bà đánh xe đi với ông già Tan Bob và Betsy để chở cậu Phi về. Con bếp nói cậu bị thương nặng lắm. Bà Mick không tới được đâu. Bọn da đen bao giờ cũng hãnh diện được làm như kẻ báo tin buồn. Scarlett trừng mắt nhìn Betsy cố dằn giọng. Được rồi, đừng có đứng chết cứng ở đó. Kẻ mau tới nhà bà Meriwether, mời bà tới đây. Hoặc nói cho bà, gửi bà vú tới cũng được mau lên. Họ cũng không có ở nhà nữa bà Scarlett ơi. Hồi nãy con ghé chơi với bà vú nhưng ở đó cũng đi hết rồi. Nhà khóa cửa, chắc đang ở bệnh viện á.
À, phải vậy, mày mới đi lâu chứ gì? Hừm, hễ tao biểu mày đi đâu, mày chỉ được đi tới đó, giờ đừng có ghé chơi với ai hết nghe chưa, đi ngay tới... Nàng ngừng lại suy nghĩ, những người còn lại trong số những người quen biết, ai có thể giúp mình, bà Elkin. Cố nhiên là bà ta chẳng ưa gì nàng nhưng bà ta rất quý mến Melanie. Tới nhà bà Elkin, nói rõ cho bà ấy hết mọi chuyện rồi xin bà vui lòng tới đây. Nè, Pixie, nghe rõ ta nói, bà Melanie sắp sinh và cần có mặt mày. Tới đó không, là phải trở về liền nghe chưa? Dạ. Pixie quay mình đủng đỉnh như rùa, cà ghét hết. Mau lên, cái con này. Dạ. Con bé đi mau hơn đôi chút, trong khi Scarlett quay vào, nàng lại đắn đo trước khi lên lầu với Melanie. Nàng phải tìm cách giải thích tại sao bà Meade không tới được, vì nàng không thể báo tin Phil bị thương nặng, vì tin ấy có thể làm Melanie bấn loạn thêm. Thôi được, nàng sẽ tìm cách nói hết đi. Vào phòng Melanie, nàng thấy mâm đồ ăn vẫn còn nguyên. Melanie mặt trắng bệch đang nằm nghiêng một bên trên giường. Bà Meade đang bận ở nhà thương, nhưng bà Elkin sẽ tới bây giờ. Chị thấy có đau lắm không? À, không đau lắm, Scarlett. Lúc xuân Wade, em phải chịu đau bao lâu? Scarlett trấn an. Không thấy gì hết, tôi đang ở ngoài sân thì chuyển bụng mau đến không kịp vô nhà. Mami cho đó là một chuyện đáng xấu hổ. Y như bọn đàn bà da đen. Ôi, chị cũng mong được giống như phụ nữ da đen. Melanie cố mỉm cười nhưng cơn đau kéo tới làm nàng nhăn mặt lại. Scarlett nhìn xuống hông Melanie, cái hông quá hẹp, không mảy may hy vọng cho đứa bé ra đời được dễ dàng, nhưng nàng cũng cố trấn an. Không đến nỗi nào đâu, đừng có lo. Chị biết, không dễ dàng đâu em, chị sợ lắm. Có phải bà Elkin sắp tới không? Chút nữa thôi, à, để tôi xuống nhà dưới, tìm nước lạnh lau mình cho chị, bữa nay trời nóng quá. Scarlett cố kéo dài việc lấy nước được lúc nào hay lúc đó, cứ vài phút nàng lại chạy ra cửa ngóng chừng Pixie. Chẳng thấy bóng con bé đâu, nàng đành lên lầu lau mình và chải đầu cho Melanie. Gần một giờ sau mới có tiếng chân của con bé kéo lê ở dưới đường, thò đầu qua cửa sổ nàng thấy Pixie đang thong thả đi, vừa uốn éo vừa gục gạch đầu, như đang nghe một chuyện gì thích thú. Có ngày mình phải trừng trị con mỏ da đen này mới được. Scarlett bực dọc nghĩ thầm rồi chạy xuống nhà dưới. Bà Elkin còn ở nhà thương, bà Beth nói... Có cả đống lính bị thương mới được xe lửa chở tới hồi sáng sớm. Bà bếp phải nấu cháo cho họ. Bà nói gì mặc kệ bác. Scarlett ngắt lời, tim đập thình thịch, thay yếm ngực rồi tới bệnh viện ngay. Ta sẽ bước cho bác sĩ Mét dài hàng. Nếu không có ông ta ở đó, mày đưa bác sĩ John hay bác sĩ nào cũng được. Lần này nếu mày còn chậm như rùa nữa, tao lột da cho mà coi. Dạ. Hỏi thử người ta coi tin tức ra sao. Nếu họ không biết thì ra nhà ga, hỏi mấy người thợ máy trong chuyến xe thư chở thương binh, hỏi xem có đánh nhau ở Jonesboro hoặc gần đó không. Chúa ơi, bà Scarlett, quân dân kia chưa vào tới ta ga phải không? Pixie khóc ầm lên, tiếng khóc của nó làm cho nàng bực thêm. Im đi, bà Melanie nghe được bây giờ, đi thay ứng ngực rồi đi cho mau. Còn Pixie hấp tấp chạy ra nhà sau. Trong khi Scarlett viết dội dài hàng trên bìa bức thư của ông Gerard gửi cho nàng sau cùng. Đây là mảnh giấy duy nhất còn lại ở trong nhà. Khi gấp lại nàng đọc thấy mấy chữ của ông Gerard. Mẹ con, thương hàng, không vì lý do gì để về nhà. Nàng muốn òa khóc. Nếu không vì Melanie, nàng sẽ về nhà ngay lúc này dù cho phải đi bộ. Pixie cầm thư phóng chạy như bay. Scarlett lên lầu cố nghĩ cách nói dối để giải thích tại sao bà Elkin không tới. Nhưng Melanie không hỏi một câu nào. Nàng đang nằm ngửa mặt thật bình thản dịu dàng. Scarlett tạm thấy yên lòng.
Nàng ngồi xuống và cố tìm chuyện dẫn dơ để nói, nhưng nghĩ tới Tara và diệt quân miền Nam có thể bị thảm bại. Nàng lại nghe đau nhói. Nàng tưởng tượng bà Ellen đang hấp hối và quân dân kỳ đang ùa vào Atlanta, thiêu hủy tất cả, tàn sát mọi người. Trong lúc đó tiếng giọng ầm ì của đại bác dẫn sót vào tai nàng như những làn sóng dồn dập đầy sợ hãi. Cuối cùng nàng không nói được một lời nào, đành nhìn đăm đăm qua khung cửa con đường nắng gắt với những chiếc lá bụi bặm im lìm trên cây. Melanie cũng im lặng, nhưng từng lúc lại nhăn nhó vì đau đớn. Sau mỗi lần nhăn mặt, Melanie lại nói, cũng chẳng đau nhiều lắm. Scarlett biết chị chồng nói dối, nàng muốn nghe Melanie rên la hơn là im lìm như vậy. Nàng biết cần phải an ủi Melanie, nhưng nàng cũng chẳng tìm được một lời an ủi nào. Tâm trí nàng đang rối nát vì những nỗi khổ riêng. Mỗi lần nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Melanie, Scarlett lại tự hỏi, tại sao con số những người trên trái đất này không phải ai khác mà lại chính là nàng, bắt buộc ở bên cạnh Melanie trong khi nàng là kẻ thù ghét Melanie, là người chỉ mong nhìn thấy Melanie chết. Scarlett đột nhiên hoảng sợ, lòng mê tín dị đoan nhắc nàng nhớ, kẻ nào mong người khác chết sẽ chịu nhiều bất hạnh, cũng như những kẻ hôn nguyền rủa. Mami thường bảo những kẻ hôn nguyền rủa sẽ đem tới tai ương cho nhà mình. Nàng hấp tấp cầu nguyện cho Melanie đừng chết và cố tìm chuyện để nói, nhưng tất cả những gì nàng nói đều không mạch lạc. Cuối cùng Melanie đặt bàn tay nóng hổi lên bàn tay nàng. Đừng cố gắng nói nữa em. Chị biết em đang lo lắng nhiều. Chị xin lỗi đã làm phiền em. Scarlett im lặng, nhưng nàng không thể nào ngồi yên. Nàng phải làm gì nếu bác sĩ không tới, hoặc Christy không về kịp? Bước tới cửa sổ, nàng nhìn xuống đường, rồi quay lại ngồi xuống, rồi nàng lại đứng bật lên, tới khung cửa sổ mặt tường đối diện. Một giờ qua, rồi một giờ nữa trôi theo. Giữa trưa, trời nóng cháy và không gió. Melanie càng lúc càng đau nhiều hơn, tóc nàng đã ướt mồ hôi và chiếc áo ngủ dính từng mảng vào da. Scarlett yên lặng lau mặt cho chị chồng, nhưng không ngớt lo âu. Chúa ơi, nếu đứa bé chui ra trước khi bác sĩ tới, rồi mình sẽ phải làm gì? Nàng chẳng biết chút gì về việc đỡ đẻ. Đó chính là điều nàng lo lắng suốt mấy tuần qua. Nàng đã trông cậy vào con Brixie để giải quyết tình hình nếu bác sĩ không tới. Brixie biết rằng về chuyện đó, nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Nhưng con Brixie đâu? Sao nó chưa về? Sao bác sĩ không tới? Nàng lại bước ra cửa sổ nhìn xuống. Nàng cố lắng nghe và đột nhiên băn khoăn không hiểu, do mình tưởng tượng hay là tiếng đại bác đã càng lúc càng gần hơn. Nếu đúng là tiếng đại bác nhỏ dần thì là họ đã đánh nhau gần Jonesboro hơn, và điều này có nghĩa là... Sau cùng, nàng thấy con Brixie từ đầu phố cắm cổ chạy như bay về, nàng vội chồm người ra cửa sổ. Brixie vừa nhìn lên thấy nàng, miệng nó hoác ra định la to. Nhận rõ nét kinh hoàng của nó, nàng sợ Melanie sẽ bất an nếu để nó kêu to một hung tin nào đó. Scarlett vội đưa ngón tay lên môi ra dấu bảo nó im, rồi xoay người lại. Để tôi đi lấy nước mát hơn cho chị nha. Nhìn khuôn mặt thảm não và đôi mắt thâm quầng của Melanie, nàng cố mỉm cười rồi hấp tấp bước ra, cẩn thận khép cửa lại. Christy đang ngồi thở hổn hển dưới chân cầu thang. Họ đang đánh nhau ở Jonesboro, bà Scarlett ơi, họ nói quân mình thua rồi. Chúa ơi, có chuyện gì cho má con và Bob không đây? Chúa ơi, quân Yankee sẽ làm gì chúng ta nếu họ tràn vô đây? Bà Scarlett, bà ơi, chúa ơi. Scarlett bụm miệng con bé lại. Trời ơi, mày có ngậm miệng lại không hả? Trời, nếu quân Yankee tới thì sẽ làm sao đây? Chuyện gì sẽ xảy ra cho Tara? Nàng cố xua đuổi ý tưởng đó. Nếu còn nghĩ tới, chắc nàng không khỏi kêu khóc như con Brixie. Bác sĩ Matt đâu? Chừng nào ổng tới, hả? Con không gặp. Hả? Mày nói cái gì?
Ổng không có ở nhà thương, bà Meriwether với bà Elsin cũng không có luôn. Một người đàn ông nói với con là bác sĩ ở ngoài nhà ga để coi sóc lính bị thương đem từ Jonesboro về. Nhưng bà, Scarlett ơi, con không dám tới đó đâu, người ta chết đầy ở đó, ghê lắm. Còn mấy bác sĩ khác thì sao? Lạy Chúa thưa bà, không ai chịu đọc thư của bà hết á, họ làm việc như điên, một ông bác sĩ còn mắng con. Đi chỗ khác, đừng làm bận rộn tao, sinh đẻ cái gì, trong khi có hàng khối người sắp chết, tìm một bà mụ nào đó giúp cho. Rồi con đi hỏi thăm tin tức như là dặn, họ cho con hay là đang có đánh nhau ở Jonesboro, và con... Mày nói bác sĩ mới đỡ nhà ga hả? Dạ, ổng... Nè, nghe cho rõ nè, tao đi tìm bác sĩ Mết, và mày phải ngồi bên cạnh bà Melanie, làm theo lời soi bảo của bà ấy. Và nếu mày hối cho bà biết người ta đang đánh nhau, tao sẽ tống cổ mày xuống phía nam, nghe chưa? Cũng không được nói tại sao mấy ông bác sĩ khác không tới được, nghe rõ chưa? Dạ, nghe rõ. Lau nước mắt và xuống múc một thau nước khác lên lau mình cho bà ấy đi. Nói với bà Melanie là tao đi mời bác sĩ Mít. Bà ấy gần sinh rồi hả? Tao không biết, tao ngại vậy nhưng không rõ lắm. Mày phải biết hơn tao chứ. Thôi, làm việc đi. Scarlett lấy chiếc nón rơm rộng dành trên bàn đội lên. Nàng nhìn vào gương và tự nhiên đưa tay vén mấy lọn tóc lên. Sự sợ hãi lan ra mấy đầu ngón tay lạnh ngắt, trong khi người nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng hấp tấp ra khỏi nhà, trời nắng làm mắt nàng hoa lên, lúc bước xuống đường cây đào, mạch máu hai bên thái dương của nàng vẫn còn giật mạnh vì sức nóng. Từ cuối đường vọng lại tiếng ồn ào rầm rĩ. Vừa tới nhà gia đình Layden, nàng đã thở hổn hển vì chiếc áo lịch quá chật, nhưng nàng không giảm bớt tốc độ, tiếng ồn ào càng lúc càng to hơn. Từ ngôi nhà của gia đình Layden đến ngã năm, con đường đã lúc lúc người xôn xao như tổ kiến dở, bọn hát nô chạy ngược chạy xuôi trên đường, mặt đầy vẻ kinh sợ, dưới mái hiên trẻ con ngồi khóc nêu nêu. Con đường chật nghẹt xe nhà binh xe cứu thương chở đầy thương binh, và xe nhà chất đầy rương tủ bàn ghế. Một số binh sĩ phóng ngựa như bay trên đường đến tổng hành dinh tướng Hood. Ngay trước cửa nhà Bonnell, lão Amos dùng dây cương trân trối nhìn nàng. Bà chưa đi hả bà Scarlett? Chúng tôi sắp đi ngay bây giờ, bà chủ đang chất đồ vào rương đó. Đi hả? Đi đâu? Có trời mới biết thưa bà, đi đâu cũng được, quân dân kia sắp tới đây rồi. Nàng chạy giọt đi quên cả chào tạm biệt lão gia đen, quân dân kia sắp tới. Nàng dừng lại ở tiểu giáo đường Wesley, lấy lại hơi thở và đợi cho tim bớt đập mạnh. Nếu không tự trấn tĩnh, nàng đã ngất đi, giữa lúc đang bám vào trụ đèn nghỉ cho đỡ mệt. Nàng chợt thấy một sĩ quan đang từ ngã năm phóng ngựa tới, không nghĩ ngợi gì thêm nàng chạy nhào ra đường giãy tay. Dừng lại, xin dừng lại một chút, dừng lại. Viên sĩ quan gò cương quá mạnh khiến con ngựa nhảy dựng lên, hai chân trước khua trong không khí. Tuy quá mệt mỏi và có việc cấp bách nhưng y vẫn dở chiếc nón xám chào nàng. Bà cần chi thưa bà? Xin ông vui lòng cho biết có đúng là quân dân kia sắp tới không? Thưa bà, có thể là như vậy. Ông biết chắc chứ? Thưa bà, chúng tôi vừa nhận được một điện khẩn từ Jonesboro gửi về. Ở Jonesboro hả? Có chắc không? Thưa quả vậy, đây không phải là lúc để nói dối thưa bà. Điện văn do tướng Hodder gửi cho biết, tôi đã bại trận và đang rút lui. Ôi chúa ơi! Khuôn mặt sạm nắng của viên sĩ quan thản nhiên nhìn xuống, y đội nón lên. Chết chưa? Xin ông nán thêm một chút, chúng tôi phải làm sao đây? Thưa bà, tôi không biết phải nói gì, quân đội đang chuẩn bị rút khỏi Atlanta. Rút đi, và để mặc chúng tôi cho bọn dân kia hả? Chắc không còn cách gì hơn. Bị thúc vào hông con ngựa chồm tới như một cái lò xo, Scarlett đứng trơ lại giữa đường bụi đỏ phủ đầy tới cổ chân. Quân dân kia tới, quân ta rút lui, quân dân kia tới, mình phải làm gì đây, chạy đi đâu? Không, mình không thể chạy đâu được cả, Melanie đang nằm trên giường chờ giờ sinh. Ôi tại sao đàn bà lại đẻ con chứ? Nếu không vì Melanie, mình sẽ đem Wee và Prissy trốn vào rừng, quân dân kia không thể tìm ra, nhưng nàng không thể đem Melanie vào rừng được. Không, bây giờ không được. Ồ, phải chi, chị ta đẻ sớm hơn, hôm qua chẳng hạn, thì có lẽ mình sẽ tìm được một chiếc xe cứu thương nào đó,
để cùng chạy trốn ở một nơi nào đó. Nhưng bây giờ mình phải tìm bác sĩ Nick, mời ông về nhà, chắc ông ta có cách làm cho đứa bé ra đời sớm hơn. Nàng kéo váy lên và chạy mau, nhịp chân như nhắc nhở, quân dân tri tới, quân dân tri tới. Ngã Năm đã chật nít người, cuốn cuồng chạy ngược chạy xuôi, xe bò, xe cứu thương, xe tư nhân chở đầy ngóc thương binh, làm nghẽn cả lối đi, tiếng ồn ào huyên náo, nghe như tiếng sóng dở bờ. Rồi một cảnh tượng quái dị thường hiện ra trước mắt, nhiều đám đàn bà hỗn loạn từ phía sở hỏa xa đổ lên, người nào cũng vác đùi thịt heo muối trên vai, lũ trẻ hấp tấp chạy theo lưng mang những thùng mật ong nặng trĩu, đám thiếu niên kéo lê những túi bắp và khoai tây, một ông cụ nặng nề đẩy một thùng bột trên xe cút trúc, đàn ông đàn bà trẻ con da đen và da trắng, mặt khẩn trương hấp tấp, lôi kéo từng bao từng túi từng hộp thực phẩm. Quá nhiều thức ăn đủ dùng cho cả năm. Bỗng đoàn người nép sang hai bên để nhường chỗ cho một cỗ xe ngựa. Bà Elsin đứng thẳng người trên chiếc xe bốn bánh mui trần, tay cầm cương, tay cầm roi ngựa, đầu trần mặt tái mét, mái tóc hoa râm suốt sổ bay phất phới phía sau. Bà quất ngựa lia lịa trông như một hung thần. Bà vú bị xe sóc lắc lư ở băng sau, một tay ôm chặt hộp thịt heo trong khi tay còn lại và hai chân cố sức giữ chặt một chồng bao hộp chất đầy tràn, bao đựng đậu khô bị rách làm đậu rơi rải trên đường. Scarlett gào to trên bà, nhưng tiếng ầm ĩ của đám đông dìm mất giọng nàng và chiếc xe giọt qua như điên. Trong một lúc khá lâu, nàng vẫn không sao hiểu được việc gì xảy ra. Rồi sực nhớ kho quân lương dưới nhà ga, nàng chợt hiểu là quân đội đã mở kho cho dân chúng tự do lấy được món nào hay món đó trước khi quân giang kỳ tràn tới. Nàng chen vào đám đông đang lúc nhúc tại ngã năm và hấp tấp băng qua một khu phố ngắn để tới nhà ga. Nhìn qua đoàn xe cứu thương ngổn ngang và lớp mây bụi, nàng đã thấy các bác sĩ và phu khiêng cán khom xuống khiêng lên hối hả. Lạy Chúa, xin cho con sớm tìm ra bác sĩ Nick. Lúc đi vòng qua khách sạn Atlanta, nhìn thấy toàn diện sân ga và con đường sắt, nàng đứng sững lại hãi hùng. Hàng trăm thương binh được đặt nằm sát vào nhau trên đường rầy, trên lề đường, dưới mui xe, một số đã cứng đờ, nhưng phần đông vẫn còn giật mình rên xiết dưới ánh nắng cháy da. Khắp nơi từng bầy ruồi nhặn, do ve quanh các vết thương, bu đen vào mặt mũi, đâu đâu cũng có dấu máu, có băng dơ, có tiếng rên rỉ gào thét vì đau đớn, mùi mồ hôi, mùi máu, mùi thân người bẩn thỉu, mùi phân người bốc lên trong hơi nóng, hắt vào mũi làm nàng muốn nôn mửa ngay tại đó. Nhân viên cứu thương chạy qua chạy lại giữa đám người nằm dưới đất, dẫm cả lên thân người vì các thương binh được sắp xếp vào nhau. Những người bị dẫm phải, lặng lờ nhìn lên, chờ tới khi mình được mang đi. Scarlett lùi lại, hai tay vội vàng bưng miệng vì cảm thấy sắp mửa rồi. Nàng không thể bước tiếp được nữa. Nàng đã nhìn thấy nhiều thương bệnh binh tại bệnh viện, tại sân nhà cô Pity sau trận suối cây đào, nhưng chưa bao giờ nàng chứng kiến cảnh những thân hình bê bết máu nằm phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Quả là một địa ngục gồm đủ cả sự đau đớn, mùi hôi thối, tiếng rên rỉ và hối hả. Hối hả và hối hả. Quân giam kỳ sắp tới, quân giam kỳ sắp tới. Nàng co rút hai vai, bước xuống đám người, nhìn vào những thân hình còn đang đứng thẳng, để tìm bác sĩ Nick. Nhưng nàng thấy không thể nào vừa đi vừa tìm ra ông. Vì nếu không cẩn thận, nàng sẽ đạp phải những binh sĩ đáng thương kia. Nâng váy lên, nàng cố len lỏi đến một toán người đang điều khiển phu khiên cán. Nhiều bàn tay nóng sốt bấu lấy nàng và khàn khàn rên rỉ. Nước! Bà ơi! Vui lòng cho chút nước! Nước! Mồ hôi đổ sòng trên má trong khi nàng cố giật váy ra khỏi những bàn tay thảm khổ kia. Nếu lỡ dẫm phải một người nào đó, có lẽ nàng sẽ ngã ra bất tỉnh. Nàng tiếp tục bước qua những người chết, những người mắt đã lạc thần. Tay ôm chặt vết thương nơi bụng, máu đã khô cứng trên quân phục, những người râu bê bết máu, hoặc những người bị bể cầm, cố kêu lên những tiếng nước, nước. Nếu không sớm tìm ra bác sĩ Nick, chắc nàng sẽ điên lên,
nhìn nhóm người đứng dưới mui xe nàng cố kêu thật to. Bác sĩ Mét, có phải bác sĩ Mét đó không? Một người cách nhóm bước ra nhìn nàng, chính là bác sĩ Mét. Ông đã cởi bỏ áo choàng, tay áo sắn lên gần tới vai. Áo sơ mi và quần của ông bê bết máu như một gã đồ tể, cả chòm râu điểm bạc của ông cũng vậy. Mặt ông đã sưng nhừ vì mệt mỏi nhưng lại vừa giận dữ vừa chua xót. Mồ hôi đổ ròng ròng trên đôi má nhớt bụi, nhưng giọng ông vẫn bình tĩnh và rõ ràng lúc nhận ra Scarlett. May quá, có cháu đây rồi, bác đang cần người phụ lực đây. Nàng ngơ ngác nhìn ông một lúc rồi thừ người buông váy xuống, giặt áo phủ lên mặt một thương binh xuống y phải yếu ớt quay đầu đi cho khỏi ngợp. Sao ông ta lại nói thế chứ? Mau lên con, tới đây. Scarlett kéo váy lên cố vượt qua những lớp người nằm dưới đất đến bên ông Ned. Nàng nắm lấy tay ông, cánh tay đã rung lên, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Kìa, bác sĩ phải tới nhanh, Melanie sắp sinh con rồi. Ông nhìn nàng như chẳng biết nàng muốn nói gì. Một thương binh nằm ngay dưới chân nàng gối đầu lên hộp khẩu phần nhăn nhó cười. Họ sẽ làm ngay mà. Scarlett không nhìn xuống mà chỉ lắc mạnh tay ông Ned. Melanie, Melanie, đứa bé, bác sĩ, ông phải tới ngay, chị ấy, ôi, chị ấy. Tuy không phải lúc cần giữ kẻ nhưng nàng cũng khó nói toạc so trước trăm người lạ. Chị ấy đau dữ lắm, bác sĩ tới giùm cho. Một đứa bé hả? Trời ơi! Ông Ned hét lên, mặt nhăn nhúm lại vì sự giận dữ và thù hận. Không phải thù hận Scarlett hay một người nào, mà chính là thù hận cái thế giới bất cứ lúc nào cũng có chuyện không phải lúc xảy ra. Cháu điên hả? Bác không thể rời những người này, hàng trăm người đang hấp hối. Bác không thể bỏ mặc họ, để lo cho một đứa bé, tìm một người đàn bà nào khác đi. À, cứ tìm vợ bác. Nàng há miệng định giải thích gì sao bà Mít không thể đến nhưng kịp thời ngậm lại. Bác sĩ Mít không hay, con ông đã bị thương. Nàng tự hỏi chẳng biết ông còn đứng lại đây khi biết tin đó hay không, nhưng có một cái gì đó mách bảo nàng là dù Phil có hấp hối, ông cũng vẫn ở lại đây cấp cứu cho đa số, thay vì chỉ một người. Không, ông phải đến ngay bác sĩ Mết, ông đã nói rằng Melanie sinh khó mà. Có phải nàng, Scarlett, đang thực sự đứng ngay giữa cái địa ngục này, gần cổ hét to những lời bất nhã không? Chị ấy sẽ chết, nếu bác sĩ không tới. Ông Mết giật mạnh tay ra và hét lớn lên, như từ nãy giờ ông chẳng hiểu nàng nói những gì. Chết, phải, tất cả bọn họ đều phải chết, tất cả những người này. Không có băng, không có thuốc tê, không có ký sinh, không có thuốc mê. Chúa ơi, nếu còn một chút á phiện, một chút xíu thôi cho những người nặng nhất cũng được. Nếu còn một chút thuốc mê, bọn dân kỳ xa địa ngục, bọn dân kỳ xa địa ngục. Cho bọn chúng xuống địa ngục luôn đi. Người nằm dưới chân Scarlett phụ họa, rồi nghe răng cười. Scarlett bắt đầu run rẩy, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Bác sĩ không chịu đi, Melanie chết mất, nàng cũng mong được chết theo luôn, bác sĩ không tới. Chúa ơi, bác sĩ, tôi van ông mà. Bác sĩ Ned cắn môi mặt ông điềm tĩnh lại. Cháu, bác sẽ cố gắng, bác không hứa chắc, nhưng bác sẽ cố khi nào những người này được băng bó xong. Quân giang kỳ sắp tới và quân ta sắp rút khỏi thành phố. Bác không biết chúng sẽ đối xử ra sao với thương binh, không còn chuyến xe lửa nào nữa, đường Maiken vừa bị chiếm. Nhưng bác sẽ cố gắng, về ngay đi, đừng làm bận tâm bác, trẻ con cũng không có gì rắc rối lắm đâu, chỉ cột cuốn rốn là xong mà. Ông quay đi khi người tùy phái vừa khều tay, rồi bắt đầu hò hét ra lệnh chỉ trỏ hết người này sang người khác. Người đàn ông dưới chân nhìn nàng như chia sẻ nỗi buồn. Scarlett hấp tấp vượt qua các thương binh, và trở lại đường về, vậy là bác sĩ không tới, nàng phải xoay sở lấy, tạ ơn Chúa. Còn Christy cũng khá rồng về chuyện đỡ đẻ, hơi nóng làm đầu nàng nước buốt, mồ hôi đẫm chiếc áo lót, hai chân và cả trí não bắt đầu đã tê cứng như gặp ác mộng, muốn nhấc chân để chạy mà không được, đường về như bất tận. Rồi đầu nàng lại gian dội điệp khúc, quân văn kỳ sắp tới.
Tim bỗng đập mạnh, nàng lại cảm thấy tay chân đã hết tê, nàng chen vào đám người đông nghẹt ở ngã năm, lề đường hẹp không còn chỗ trống, nàng phải đi ra ngoài, từng đoán quân bụi bẩn mệt mỏi vượt qua, hình như tất cả bọn họ đều râu ria xồm xoàm, xuống đeo dai hấp tấp đi. Những chiếc xe kéo đài bác lăn qua, đến đánh xe không ngớt dùng roi da, quất dùng rút lên mình mấy con la gầy trơ xương. Xe quân nhu, mui giải rách bươm lọc cọc vượt qua những vết lún, kỵ binh nối tiếp nhau phóng vút đi tung bụi mù trời. Chưa bao giờ các lẽ thấy quá nhiều binh sĩ cùng một lúc như thế. Rút lui, quân đội đang rút khỏi thành phố. Đoàn quân vội vã ấy ép nàng lên lề đường, đã chật nít người và nàng chợt ngửi thấy mùi rượu bắp rẻ tiền. Một đám phụ nữ đang tụ tập gần đường Decatur, mặc toàn quần áo lòe loẹt, đeo nữ trang rực rỡ các phấn thoa son như ngày hội trông mới tráng ngược làm sao. Phần đông bọn họ cũng như những quân nhân đang ôm toàn họ đều say khướt. Scarlett chợt thấy một mái tóc đỏ rực, đeo Wanting, á ta cười sặc sụa mùi rượu, bám vào một quân nhân cục tay đang nhảy nhót lảo đảo. Qua khỏi ngã năm đám người thưa dần đi, Scarlett sắn váy lên và bắt đầu chạy. Tới gần tiểu giáo đường Wesley, nàng đã hụt hơi và cảm thấy đau nhói ở bụng, chiếc áo nịt như muốn cắt đôi lồng ngực. Nàng ngồi đại xuống bậc thềm nhà thờ hai tay ôm đầu, cho tới khi lấy lại được hơi thở, phải chi nàng thở được sâu hơn, phải chi tim nàng đừng đập thình thình như tiếng trống, phải chi còn lại một người nào trong cái thành phố cuồng loạn này có thể giúp đỡ nàng. Có bao giờ nàng tự xoay sở lấy đâu, luôn luôn có sẵn người làm thay cho nàng, săn sóc nàng, che chở và bảo vệ nàng. Thật khó tin khi nàng phải chịu cảnh ngộ khó khăn này. Không còn một người bạn, không còn một người láng giềng nào giúp đỡ. Nàng đã có nhiều bạn bè, nhiều láng giềng, và nhiều gia nhân đảm đang hăng hái. Và bây giờ trong lúc cấp bách không còn ai bên cạnh, thật là phi lý khi nàng phải chịu cô đơn, sợ hãi và xa nhà đến thế. Về nhà! Phải chi, nàng đang ở nhà, dù có bọn giang kia ở đó hay không cũng mặc kệ. Về nhà! Dù bà Ellen đang lâm bệnh, nàng chỉ mong được nhìn khuôn mặt dịu hiền của bà Ellen, được Mami ôm vào lòng với đôi tay khỏe mạnh. Nàng loạn choạng đứng lên, tiếp tục đi. Tới gần nhà nàng đã thấy Wade đứng bám vào cổng chính, thấy mặt nàng nó ngăn lại. Nó chìa ra một ngón tay bị dập và dơ bẩn rồi khóc thút thít. Đau, đau quá à. Nín đi, không tao đánh cho bây giờ. Ra nhà sau chơi trò nấu ăn đi, vậy đừng có lên đây. Nhưng mà quay đói lắm mẹ ơi. Nó vừa nói vừa đưa ngón tay đau vào miệng. Kệ mày, đi ra sân sau vậy. Ngước lên, nàng thấy Bessie đang lo lắng thò đầu ra cửa sổ trên lầu, mặt tái mét. Scarlett ra dấu bảo nó xuống rồi bước vào, lột nón ném lên bàn, nàng đưa lưng bàn tay lau mồ hôi trán. Có tiếng cửa trên lầu mở và tiếp theo là tiếng rên đau đớn như tiếng rên của người sắp chết. Prissy phóng xuống thang từng ba bậc một. Bác sĩ có tới không? Không, ông ấy không tới được. Chúa ơi, bà Scarlett, bà Melanie đau dữ lắm. Bác sĩ không tới được, không một ai tới được hết. Phải lo chuyện đỡ đẻ, và tao sẽ tiếp cho. Prissy há hốc miệng, lưỡi líu lại, không dám nhìn Scarlett. Nó vừa đưa chân cọ sát nền nhà vừa dặn dẹo mình. Mày đừng làm bộ làm tịch nữa, chuyện gì vậy, hả? Con bé da đen lùi lại chân thang. Chúa ơi! Nó trợn mắt lên tỏ vẻ sợ sệt và xấu hổ. Cái gì vậy, hả? Chúa ơi! Thưa bà! Mình cần phải có bác sĩ. Chứ... con... con... con chẳng biết chút gì về chuyện đỡ đẻ hết. Scarlett chới giới như mất thở trước khi cơn giận bùng lên. Prissy không mình định luồn qua giọt chạy nhưng Scarlett đã túm được nó. Con mọi đen láo tớ, mày nói vậy nghĩa là sao? Mày đã nói là mày biết đỡ đẻ mà. Thật ra là thế nào? Nói cho tao biết ngay. Thưa bà Scarlett, con nói láo đó. Con không hiểu tại sao con dám nói láo với bà như vậy. Con chỉ mới thấy người ta đẻ có một lần, rồi má con không cho con coi nữa.
Thấy Scarlett trừng mắt con bé lùi lại cố dùng dãy để thoát thân. Trong một lúc nàng không tin đó là sự thật, nhưng khi nhận rõ con Pixie chẳng biết chút gì về vụ sinh đẻ, nàng giận điên lên. Cả đời chưa bao giờ nàng đánh một nữ nô lệ, nhưng bây giờ, nàng, bàn tay mỏi nhừ, chỉ biết có tát và tát mãi. Pixie rống lên, nó kêu la vì sợ hơn vì đau đớn. Nó bắt đầu nhảy loi nhoi cố thoát khỏi bàn tay bấu chặt như gọng kìm của Scarlett. Tiếng rên rỉ trên lầu bỗng ngưng bặt, rồi có tiếng Melanie thều thào vọng xuống. Scarlett! Có phải em đó không? Lên đây với chị mau! Scarlett buông tay Pixie ra, con bé ngồi thập xuống chân cầu thang rên rỉ. Nàng đứng im một lúc nhìn lên lầu nghe tiếng rên tiếp tục. Nàng đứng đó, tưởng chừng như một gánh nặng nề ùa quàng vào cổ mình, rồi đeo theo cả một gánh nặng, quá nặng ngay khi nàng vừa nhấc chân đi. Nàng cố nhớ những việc mà bà Ellen và Mami đã làm khi nàng sinh Wade, nhưng trong cơn đau đẻ, nàng đã quên nhiều, tất cả chỉ như một màn sương. Nàng chỉ nhớ lờ mờ một vài điều và hấp tấp ra lệnh cho Pixie. Chỉ đốt lửa, rồi giữ cho trong ấm bao giờ cũng có nước nóng, rồi tìm cho tao hết tất cả thang lâu còn sót lại trong nhà, và một cuộn chữ, rồi lấy cho tao phi kéo. Đừng có nói với tao là tìm không ra nghe chưa, lấy hết đem lên cho thiệt mau, mở lên. Nàng kéo con Pixie bật lên và xô nó chúi nhủi về phía nhà bếp, rồi ưỡn ngực tới nàng bước lên lầu. Bây giờ còn một việc khó khăn, là làm sao nói cho Melanie biết là nàng và con Pixie tự lo lấy việc đỡ đẻ.